Vâng, chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Chúc cả nhà bước sang năm mới thắng lợi mới nha. Còn mình thì lâu lâu mới về quê cái nước Cà Mau một lần, cho nên mình lưu hình ảnh nơi yên nghỉ của cha mẹ mình ở đầu video để làm kỷ niệm nha cả nhà. Ở đây là phía sau vườn nhà, còn phía sau hồ đất là vuông nuôi tôm nha. Ở huyện Cái Nước thì được chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng thủy sản vào năm 2000, đến nay cũng đã 23 năm rồi. Còn đây là nơi thờ phượng cha mẹ và những người quá cố ở trong nhà nha các bạn. Ở xứ mình thì trước mặt nhà, nhà ai cũng vậy, toàn bộ là lá lợp nhà như này các bạn. Dòng sông Cái Nước ra Trà Là có chiều dài khoảng 13 km, hai bên bờ sông thì tất cả đều là lá lợp nhà như thế này nha. Khoảng 10 năm trở về trước thì lá lợp nhà này không có đủ bán nha, còn bây giờ thì người dân cất nhà bê tông hết rồi, chẳng có ai mua nữa, chỉ để ngắm giải trí thôi. Đây là hình ảnh thị trấn Cái Nước nhìn từ trên cao nha. Khu vực này thì là khu chợ cũ, còn khu chợ mới hiện tại thì ở phía ngã tư sông phía trước nha. Dòng sông này thì có từ thời Pháp nha các bạn. Từ trước đến nay chỉ gọi chung là lộ xe Cái Nước rau dừa Đầm Tùng thôi. Mấy nóc nhà có mái ngói màu đỏ là khu trường học Olisep cũ nha. Trường Olisep được Liên Xô tài trợ và xây dựng vào năm 1980, cho đến giờ thì vẫn còn nguyên vẹn. Vào năm 1980 thì chỉ có ở huyện mới có trường cấp 2 nha, còn ở các xã thì chưa có. Đó, bước qua cấp 2 thì mình cũng quanh quẩn mấy trường học này cũng đâu hết 7 năm gì quá. Ở phía trước có ngôi nhà thật lớn và có khu sân rộng, đó là sân vận động và rạp hát cũ. Còn khu công viên ở đầu ngã tư sông thì được xây dựng cách đây khoảng 40 năm nha. Còn khu chợ mới thị trấn Cái Nước thì ở phía ngã tư sông trước mặt cả nhà. Khu chợ mới này thì được thành lập vào năm 1982-83. Khu vực này là nhà lòng trung tâm chợ. Con đường có giải phân cách này là tuyến đường huyết mạch Cái Nước đi Đầm Dơi nha. Đi thẳng tới khoảng 1 km nữa sẽ đến trung tâm chợ dân sinh, còn đi ngược lại thì ra Trà Là Tân Việt Đầm Dơi. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1996, tách tỉnh Bình Hải ra thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Thì đầu năm 2004 cũng tách huyện Cái Nước ra thành hai huyện, đó là Cái Nước và Phú Tân. Gọi là tái thành lập thì đúng hơn. Về mặt địa lý thì huyện Cái Nước được xếp là một vị trí trung tâm của tỉnh Cà Mau nha. Con đường này mà đi thẳng luôn thì qua cầu lộ xe đến với quốc lộ 1A. Còn về phải phía bên này thì vào trung tâm chợ. Trung tâm chợ thì chỉ đơn giản như thế này, còn về mặt môi trường thì rất tốt nha. Hiện giờ là 9 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng, mới bước qua năm mới có 15 ngày, cho nên bà con đi mua sắm thì nhìn thấy cũng rất là thưa thớt. Phía trước mặt chúng ta đó là nhà lòng á.
Hôm nay mình quay video thì thời tiết không có được tốt cho lắm. Trời âm u, không có ánh nắng mặt trời. Theo mình biết thì thị trấn Cái Nước từ trước đến nay, khu trung tâm thương mại thì không có hối hả náo nhiệt như những ngôi chợ dân sinh khác. Nhìn thấy tất cả mọi người dường như rất là thong thả, mà không bon chen, cũng không có vội vã đâu. Và diện tích thị trấn Cái Nước thì cũng khá là rộng, nên mình chỉ đi xe lướt qua vài con đường cho bạn bè biết về gương mặt thị trấn Cái Nước. Còn nội bộ thì mất rất là nhiều thời gian. Đi thẳng theo con đường này sẽ có một cây cầu qua khu chợ cũ nha các bạn. Phía trước mặt chúng ta đó là ngã ba đi qua khu chợ cũ, và tiếp tục đi qua thêm một cây cầu dây dăng nữa sẽ đến với quốc lộ 1. Còn khu vực này là khu chợ cũ nha. Khu chợ cũ thì có diện tích rất là hẹp nên phải di chuyển về phía bên kia sông. Phía trước mặt chúng ta là cầu dây dăng qua lộ xe qua quốc lộ 1A nè. Đây mình xuống xe đi bộ lên cầu Mỹ Thuận thu gọn ngắm cảnh một chút nha cả nhà. Chiếc cầu dây dăng nho nhỏ xinh xinh. Mình ra Phú Quốc sống hai mấy năm nay, chiếc cầu này xây dựng từ lúc nào thì mình không có rõ lắm. Những thay đổi của thị trấn cách đây 20 năm trở về trước mình biết. Các cơ quan nhà nước của huyện thì tất cả đều ở phía đầu xe bên đây, dân thì sống bên đây ít rồi. Còn con đường này là đường quốc lộ 1A cũ. Con đường này thì có từ thời Pháp. Đường lộ này thì giáp với mé sông, bị sụp lở rất là nhanh, nên đường quốc lộ 1A được làm lại con đường mới, cách mé sông này chung chung bình cũng khoảng 100 mét. Con đường này là điểm tập kết trái cây là nhiều nhất ở thị trấn Cái Nước luôn cả nhà. Phải nói là nhiều vô số kể, không thiếu mặt trái cây nào luôn. Đường này thì cập mé sông nên xuồng ghe các tỉnh vùng trên cập bến rất là thuận tiện. Ở đây thì chỉ che chắn tạm thời để mua bán chứ không có cố định nha. Con đường quốc lộ 1A này thì sau Hòa Bình cũng có chỉ thị trùng tu xây dựng lại đến 2 lần nha. Nhưng vì bị sạt lở là không có sử dụng lâu dài được, cho nên phải làm lại con đường mới. Khu vực mua bán trái cây trên con đường này có chiều dài cũng khoảng chừng 300 mét. Mình đi hết con đường này sẽ trở lại nhà lòng chợ ghi vài phút hình ảnh cho cả nhà xem nè. Đây là mặt trước của nhà lòng chợ. Qua Tết đầu năm mới hàng hóa cũng rất là dồi dào.
Nhìn lòng vòng thì thấy người bán lại là đông hơn người mua luôn. Mới có qua Tết là người dân đi mua sắm không có đông lắm nha. Mấy con đường này là mấy con đường đi vô nhà lòng này. Hôm nay thời tiết xấu quá, ánh sáng không được tốt nên mình không có đi vào trong